phấn khích khi tìm được một cái phòng ưng ý. À, nhìn view đó nè mọi người. Nhìn view đó nè, trời ơi, nó đẹp quá. Đẹp quá đi, đẹp quá đi, đẹp quá đi. Mát lòng mát dạ. Đây là phòng tụi mình, view thẳng ra cái đùi rất là đẹp. Trong một cái hai cái giường ghép lại siêu bự khổng lồ. Ở ngoài rất là nhiều truyện tranh. Thở mãi. Lần trước hai đứa đi Quy Nhơn cũng vậy, cũng đi gội đầu làm móng này y chang luôn. Gội xong uống cái đầu ưng kìa. Địa điểm đầu tiên tụi mình tới ngày hôm nay ở Đà Lạt đó chính là bánh mì chảo 27. Mình đi Đà Lạt nhiều lần rồi, thế là ăn sáng bánh canh ăn rồi, bánh canh cũng ăn rồi, bánh mì xíu mại cũng ăn rồi, bánh ướt lòng gà cũng ăn rồi. Thế là buổi sáng suy nghĩ là không biết ăn cái gì hết, quyết định là đi tìm một cái quán mới. Thì nghe bảo là bánh mì chảo 27 cũng ngon, thế là tới thử đây thì phát hiện ra là đây là bánh mì kiểu bò xíu mại offline giống như ở Sài Gòn vậy. Ok, giống Sài Gòn nhưng mà không biết là nó có ngon không thì thử nhé, tại vì thấy khách cũng khá là đông. Với lại ở đây vào thơm phức luôn á, và thấy một phần nó khá là đầy đặn, bây giờ chờ xem nhé. Wow, nguyên một mét không bay con một cười. Rồi, cảm ơn ạ. Không được quên sữa đậu nành nha. Mời mọi người. Hôm nay mà tụi mình đi ăn tiếp tục đó chính là bánh mì xíu mại Nhi Hồng. Tính đi ăn bé Linh nhưng mà cái bạn ở homestay á thì bảo tụi mình là nên đi ăn ở đây lâu năm rồi và rất là ngon. Ok, tiếp theo tụi mình đang ở bánh mì xíu mại Dì Hồng. Thực ra thì mấy lần trước mình lên Đà Lạt á, mình ăn bé Linh rồi nè, và một vài chỗ gần homestay của tụi mình thì đối với mình thôi, bánh mì xíu mại nó cũng giống giống nhau á. Mình không thấy chỗ nào kiểu đặc biệt hơn chỗ nào hết. Đáng lẽ là hôm nay cũng tính đi ăn bé Linh, bạn quản lý homestay á thì bạn lại highly recommend là nên tới chỗ này, cho nên là tụi mình sẽ tới chỗ này thử, tại vì bảo là lâu năm rồi và nó ngon. Thì đây sẽ là bánh mì xíu mại Dì Hồng, nằm ở địa chỉ là 72 đường Giác Sinh, thành phố Đà Lạt. Đấy, và ở đây tụi mình còn kêu thêm thịt nướng nữa. Ui, mệt không ăn ạ? Ăn đi. Tại vì thấy cái thịt nướng nó rất là hấp dẫn á, cho nên là đã kêu thêm một phần thịt nướng như thế này là 40.000. Bởi vì kêu ăn với bánh mì xíu mại xong rồi kêu thêm thịt nướng nữa. Nhưng mà ở đây á, có thêm cái bơ, bơ tự, bơ đánh tự làm á. Bơ người ta hay ăn bánh mì á. Có vẻ ngon. Ui, ngon lắm. Ủa, cái thịt nướng này ngon cực. Mọi người tới đây nên thử cái thịt nướng này nhá. Không ăn với cái bơ á, nó thơm hơn á. Để anh thử bánh mì xíu mại xem như thế nào. Không nóng nè, hay là hết nóng rồi. Cái lò than cũng nguội rồi, chắc là chén gì nóng. Ừ, chén xíu mại thì nóng. Tẩy này nó vậy à? Cũng không nhớ hương vị của những quán khác nó như thế nào luôn, trời. Nhưng mà đối với mình thì chỗ này nó ok hơn những cái chỗ khác, tại vì có cái thịt nướng nó rất là ngon. Bánh mì xíu mại cũng được, ăn cũng vừa miệng. Ngon. Tiếp đó là một cái quán tên là One More Cup Coffee, bánh cà phê. Cái này là chị chủ giới thiệu, trời ơi, chị chủ rất là tâm huyết, bảo là phải tới đây tại vì bánh ở đây ngon lắm.
Ở đây thì mở cửa từ 8 giờ đến 5 giờ, nằm ở địa chỉ là 77 Hai Bà Trưng nha. Tụi mình đang ngồi trong quán và đã kêu ra hai ly cà phê sữa với lại một ít bánh ngọt cho buổi sáng nhâm nhi. Trời ơi, thật sự á, đi Đà Lạt cũng nhiều rồi, đi nhiều quán cà phê xinh rồi, chụp sóc sắc ảo cũng nhiều rồi, nhưng mà cái quán này tụi mình bước vào á, trời, mình thích lắm luôn á. Nó là đúng là một cái quán cà phê đúng chất Đà Lạt. Nó không như là những cái quán trước tụi mình đi thì nó sẽ theo phong cách kiểu mới lạ hơn, nó theo xu hướng, theo trend hơn, ví dụ như là Nhật hay là Hàn. Còn ở đây á, nó đúng là cái chất của người Đà Lạt ấy, tức là nó là sự giao lưu văn hóa, nó có một chút văn hóa bản địa, có một chút văn hóa Pháp, và không gian nó cũng kiểu nó đơn sơ và nó mộc mạc á. Nói chung là thấy khá là thích chỗ này, cho nên là nếu mà mọi người lên Đà Lạt muốn thử một cái kiểu cảm giác một quán cà phê bánh ngọt kiểu Đà Lạt, kiểu Pháp một chút, thì có thể tới đây, rất là hay, nằm ở số 77 Hai Bà Trưng nhá. Mình và ở đây thì đặc biệt là có một gian hàng những cái món đặc sản như là các loại hạt nè, rồi mật ong, rồi dầu dừa, các loại bánh mứt để mua về làm quà. Thì mình đã mua một hộp mơ về làm quà cho mình, tại vì mình rất là thích ăn mơ á mọi người, mơ khô á, và mua thêm một ít mứt cho máy bay và anh học. Thì thôi, bây giờ sẽ tận hưởng buổi sáng. Sự là chỗ này nó cứ cảm giác là kiểu hàng Nhật kết hợp sao ấy, nhìn cái ly này cảm giác kiểu Nhật Bản. Em mang kêu cà phê sữa, mày kêu gì á? Trà quýt hả? Ui trời ơi, một cục bông, trời đất ơi, oh my god, ôi một cục bông nhìn nè. Em đâu có tấm này. Cảm xúc một chút đi nào. Giang ơi, nó kiểu là mày đang làm gì ta vậy? Đây, nó đang chờ quay hình này. Hello, what's your name? Nó đang ngủ, nó không thèm để ý. Sao quá tâm. Ê, dễ thương quá nè. Trời ơi, nguyên một cục bông hiện hình. Dễ thương không? Ui. Ở đây xinh nè, một là ở đây, hai là bên này. Chụp vài tấm hình nha. Đang họp này mọi người. Đi chơi nhưng vẫn phải họp. Đi vào In The Forest thì nó hơi ghê một chút, tại vì cũng vừa mưa xong á, nhưng mà nó không có dốc quá cho nên là đi cũng được. Và đặc biệt lúc mà các bạn đi xuống In The Forest thì cái con đường này chụp ảnh rất là đẹp nha. Mình nghĩ là mọi người nên dừng lại để chụp ảnh, rất rất xinh ấy. Mới mưa xong con đường nó rất là cảm thấy thật là may mắn khi mà mặc dép. Cũng tới nơi sau khi đúng là đi sâu vào rừng luôn ấy.
đi nào. Chị Giang ơi là xa lắm. Sao vậy? Đây là cái chỗ mà mọi người check in nhiều nhất ở In The Forest. Đây chiếc chén điện thoại để lấy ra khung cảnh của cả một cái sườn đồi như thế này. Và thường là mọi người tới đây chỉ như các bạn check in ở đây. Và nếu mà những ngày mà trời đẹp á, thì mọi người nên qua giữa cái vườn hồng bên này nữa. Tại vì hôm nay trời u ám cho nên tụi mình có thể là không vào. Nó hơi u ám một chút, mình cái khung cảnh này nếu bây giờ mà trời nó nắng đẹp á, nó sẽ rất là sáng luôn á. Nhưng mà hôm nay thì trời nó hơi tối đúng không? Nhưng mà con nhận là không gian rất là xinh. Ở đây người thiết kế sẽ đắp rất là nhiều những cái góc chụp ảnh xinh lắm. Cho các bạn xem một số này. Hôm nay thì mình đã chọn một cái outfit khá là bánh bèo. Vì trời cũng vừa mưa xong cho nên mình sẽ mặc dép xỏ ngón. Cả dép và túi xách thì mình đều mua ở Zepa. Đây là một cái thương hiệu của Đà Nẵng. Và Zepa thì cũng gửi tặng cho mình 3 phần quà để có thể giveaway cho các bạn. Các bạn nhớ kéo xuống phần mô tả để cùng chơi cái giveaway này nhé. Đôi dép này mình cực kỳ ưng luôn á, viền lót đệm được thiết kế nhô cao để bảo vệ các ngón chân. Và sản phẩm này được làm từ da bò thật 100% nha. Đế thì được làm từ vỏ trấu và gỗ vụn kết hợp với PVC dẻo, tạo nên chiếc đế có độ mềm vừa phải, nâng đỡ bàn chân và tạo cảm giác mềm mại khi mang. Cho nên là khi mà mình di chuyển cả một ngày ở Đà Lạt và mình mang đôi dép này á, cũng không cảm giác là đau gót chân đâu. Có khá là nhiều màu sắc, tuy nhiên thì mình thích cái màu nâu này. Mình thích dép không có quay hậu để mặc vào nó thoải mái, khỏe hơn, xỏ ra xỏ vào. Còn nếu các bạn muốn nó gọn gàng, nó lịch sự hơn một chút thì có thể dùng dép mà có cái quay đằng sau nhé. Đặc biệt lần này mình cực kỳ ưng chính là chiếc túi xách này. Đây là cái túi xách mà Quỳnh Chi cứ năn nỉ là bán lại cho nó đấy. Khá là xinh, rất là vintage, hợp với những cái không gian và những cái outfit kiểu bánh bèo một chút, cổ điển một chút, rất là hợp với Đà Lạt. Và cái điểm đặc biệt của Zepa thì là ở những cái khóa cài ấy, nó sẽ in cái logo của Zepa luôn, rất là xinh và kiểu như là signature của thương hiệu á. Địa điểm tiếp theo đó chính là Jam Chiang Mai in Đà Lạt, là một quán cà phê kim quán ăn rất là nổi tiếng mà giới trẻ dòng đây check in rất là nhiều. Các bạn chỉ cần lên Instagram gõ Jam là sẽ ra rất là nhiều những hình xù tiếp. Và trước khi mà xuống ảo thì bây giờ tụi mình sẽ đi ăn một chút cơm chiên cà ri xanh, nước uống nạp xe, nước atiso đỏ, nước dứa chanh, dâu tằm, bạch bưởi. Ui, có vẻ ok. Menu ở đây thì sao ta, cũng là những cái món mà món Thái quen thuộc quá, ví dụ như là gà chuyển quá dứa nè, ba chỉ chiên, tôm rung, rồi gỏi đu đủ, bạch thái. Tụi mình đã kêu một cái lẩu tôm rung. Ở đây có mấy cái món là cua sốt tiêu đen, rồi tôm sốt tiêu đen nhìn có vẻ ngon. Bây giờ đây là 1 giờ trưa ấy, khá là nắng. Chắc là tụi mình sẽ ăn uống từ từ, xong rồi lát mát mát rồi ra chụp ảnh. Ui, bên cạnh nó là cái con kênh huyền thoại. Trên đầu kia biết là cái gì không? Sừng. Không có mồm, không có sừng nữa. Ui, nóng mũi luôn. Rồi bất khó lên, đáng sợ. Tiếp tục series lên Đà Lạt ăn món ở Sài Gòn thì tụi mình lại vào cái quán đồ Thái. Sẵn chưa? Đi Đà Lạt ăn đồ Thái dễ mới chứ. Nhưng mà được cái là quán này nó có không gian rất là đẹp. Mọi người check in ở đây rất là nhiều. Cho nên là tranh thủ buổi trưa cũng chưa ăn gì, thôi ăn ở đây luôn. Tụi mình kêu một cái lẩu và một cái cơm chiên. Thì mức giá ở đây mình nghĩ là so với đồ Thái cũng là mặt bằng chung thôi, không mắc hơn nhiều lắm. Nhưng mà không gian thì nó rất là kiểu sang trọng ấy. Nó lấy tông trắng và tông nâu là chủ đạo. Kiểu ngồi ở đây ăn uống và chụp hình check in nó cũng xinh nữa. Rồi cái homestay mũi nè, mũi nó cắn hai phát bên này, hai phát bên này, đủ hết luôn á. Để thử xem cơm chiên ở đây sẽ như thế nào. Ừ, ngon phết. Đồ ăn để phục vụ cũng nhanh lắm và còn nóng hổi. Một phần cơm chiên cà ri tôm của tụi mình được hẳn hai con tôm, không phải đánh nhau. Lên đi lên.
là 300 mấy đúng không? Ừ. 360. 360 cái nồi này á, mấy con tôm càng to bự luôn. Không biết là nước dùng như thế nào thì lát sôi mà sẽ thử xem nó sôi luôn rồi mọi người ạ. Ngon. Nó là kiểu tôm rung mà có thêm nước dừa, béo béo ngọt ngọt, không bị chua quá, không bị cay quá. Dinner chụp ảnh tôi Kiều ơi. Rồi bây giờ thì sống lại ở phương nào, và ở đây thì mình thấy là thiết kế nó khá là hay ấy, nhưng mà quan trọng chúng ta vẫn cần một đứa bạn biết chụp ảnh nha mọi người. Địa điểm tiếp theo tụi mình tới đó chính là số 152 Phạm Ngọc Thạch, quán của Đương. Thấy mọi người check in ở đây rất là đẹp cho nên là tao thử xem nhé. Đây, có rất là nhiều góc sống ảo. Để em nhìn dưới này, ở dưới này còn có nữa. Trên là đặc sản thủ công. Chắc là trên này bán đồ thủ công, chúng ta thử coi. Wow. Wow. Tạp dề. Khăn tay nữa, dễ thương hả? Bằng kiểu như line này nó sao ấy. Nhìn xịn á. Ui góc này rất đẹp lắm này. Ừ góc này đẹp này kiểu. Ok này là mật ong hả? Rượu hả? Rượu sim. À, à biết mày biết. Oh, một bình như thế này, ôi có cái thời gian ủ nè. Mấy này là trà đúng không ta? Trà atiso mình lấy theo than á chị. Oh. Bên này là dâu tằm. Wow. Bông nữa, xinh quá. Cà phê sữa. Cà phê sữa, này là gì? Cái này là cacao. Đây, đây là cacao nóng hả? Ừ. Đây là cà phê sữa đá. Nhà của Đương thì bây giờ đã chuyển địa điểm rồi, cho nên là không còn nhiều góc sống ảo như là mọi người có thể thấy trên Instagram nữa. Tuy nhiên thì vẫn có một số góc hay ho các bạn có thể thử. Sau khi chụp ảnh xong thì có thể ngồi chiêu chiêu uống cà phê, uống trà cũng khá là hay đấy, không gian nó rất là lãng mạn. Mới mưa xong xong. Con đường nó rất là cảm thấy thật là may mắn khi mà mặc dép. Buổi tối mọi người biết tụi mình làm gì không? Hiện tại bên ngoài trời đang mưa rất là to. Không thấy đâu nhưng mà to lắm. Tụi mình quyết định xuống đây để kiếm đồ ăn. Ui, ngâm cái gì vậy ta? Ngâm cái gì nhỉ? Tụi mình đã xin chủ nhà hai gói mì tôm để có thể đi pha mì. Hai chiếc trứng. Mưa. Thế là xu đôi dép của ai đây? Tự nhiên mượn con thấy đây. Đó thấy chưa? Đã chuẩn bị sẵn một đôi dép để đi vào ngày mưa như thế này rất là tiện luôn. Mùa này ai lên Đà Lạt thì nhớ sắm một đôi dép như thế này nha. Xin xin. Rồi bây giờ đi. Trời ơi, tiệm ký gửi nỗi buồn ở ngay bên cạnh nhà mình luôn, mọi người đối diện luôn á. Rồi đi với Kiều. Đang mưa. Cửa mở chưa? Ồ, đây là rượu hả? Nó là gì? Xin. Đây là.
tâm. Em buổi tối cuối cùng ở Cala chơi, không muốn về luôn á. Đây là phong cách làm việc của homestay này. Trời ơi, để cho cao xong rồi cực kê á. Không được cái gì ngồi, bày đĩ. Trời ơi, mình nói với các bạn, mình ôm cái chỗ này dã man luôn á. Và hôm nay là tại vì cái nhà tắm trên nó đang sửa cho nên là mình được đưa xuống cái phòng nhà tắm ở cái phòng mà mọi người đang trả rồi, không có khách. Trời ơi, chỗ này đẹp lắm, cho mọi người xem được. Wow. Trời ơi, đẹp chưa? Tại vì tối nên nó hơi giảm chất lượng xíu nha, mọi người thông cảm. Đây là phòng nhà vệ sinh, phòng tắm. Và đây là cái chỗ để mọi người rửa mặt này kia. Đẹp quá đi. Đây là phòng cho 4 người. Trời ơi, tại vì nó hơi tối cho nên mình chụp, mình quay không được đẹp. Chứ mọi người, trời ơi, đẹp lắm. Nó rất là thoáng cho một cái nhóm bạn thì ngồi đây để mà chơi, nói chuyện với nhau. Ngoài phòng khách thì không nói nha, mà trong đây cũng có thể có không gian riêng tư nữa. Trời ơi, nó đẹp lắm luôn á. Đẹp quá, đẹp xỉu luôn á. Trời ơi, lần sau mình nhất định mình muốn phải ở đây thêm lần nữa. Trời ơi, đây con người cực kỳ nice. Những anh chị chủ ở đây cực kỳ tốt luôn á. Và thôi, chắc là video của mình đến đây là kết thúc. Tại vì mình cũng bây giờ sẽ tắm rửa thay đồ. Lát nữa thì sẽ chơi một chút. Tại vì ở bên trên này mọi người bắt đầu khai trương cái quầy bar. Thì chơi một chút rồi sau đó lên xe để về lại Sài Gòn. Hy vọng là mọi người đã thích cái video này và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé. Đang muốn làm một tour review homestay ở Đà Lạt, hy vọng là có thể thực hiện được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé. Bye bye. Lên Đà Lạt nhiều lần rồi nhưng mà lần này thì những địa điểm mình tới nó không hề giống địa điểm trước. Công nhận là Đà Lạt dạo gần đây có nhiều điểm hay ho thật. Và mình có bỏ lỡ cái địa điểm nào không, các bạn hãy comment cho mình biết nhé. Biết đâu thì chuyến đi sắp tới mình sẽ check in những địa điểm đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.